Tiêu Anh muốn rush thì thay, thay thay ủa ý mình là bây giờ Tiêu Anh muốn rush thay vì rush Baron thì là rush Atakan thôi. Tức là mục tiêu phút 20 vẫn còn đó mà. Tức là Riot không phải là đâu phải là triệt đường sống của Tiêu Anh đâu. Đâu phải là bỏ đi một cái mục tiêu và không cho phép Tiêu Anh đánh cái mục tiêu đâu đúng không? Nó chỉ đơn giản là bây giờ thay con Baron bằng một cái mục tiêu khác và yêu cầu là bây giờ tụi bay phải thích nghi với lại cái sự thay đổi này. Tụi bay muốn rush đưa mục tiêu vẫn còn cái mục tiêu cho tụi bay mà phút 20 vẫn có một mục tiêu xuất hiện trên bản đồ và nó vẫn là một mục tiêu mạnh. Đúng không? Đúng. Nghĩ như bạn Minh Hiếu Lê là hoàn toàn chính xác nè. Cộng một mục tiêu để rớt. Mình nên ở vai người kẻ mạnh đi. Đừng có đóng cái vai người bị đàn áp. Mình đóng vai kẻ mạnh đi đúng không? Cộng tư duy của bạn. Má mày, Lê Hiếu Minh em nên lãnh đạo tay con anh thích cái tư duy của em. Cộng một mục tiêu cho tiêu anh rớt. Nghe nó cháy hơn hẳn không? A à, Cũ tôi bị bị người ta cướp mất mục tiêu kìa.o thấy được24 này là đội hơn mạnh nhất lịch But don't worry, we do still have a few more things in store on the game side. When we got started on season 1, we got to watch The Champions and Icane live out stories we'd already seen or knew a little bit of. Or in some cases, we got to really flesh out the backstory of some older champions. With season one, Caitlyn received a visual update to better align the game and the show. And for season two, we're doing something similar for Victor. And tomorrow, you'll see his update hit PBE. We're not pulling a gangplank and disabling him because he's dead. Well, hold on. I think you're onto something with killing gangplank and other no. characters. Oh, okay. Anyway, we wanted to better represent his evolved, powered up form we saw in Arcane and the personality that goes along with it. Victor's update is primarily focused on updating his visuals, audio, and backstory. We want to showcase the striking evolution and changes you just saw him go through on the show. So we're going to keep the gameplay you know and love, with a slight change <laughs> to his <cười> <old>. <cười> yeah, it largely the way it does now, but it'll get bigger with every kill until we <laughs> We wanted to mirror the feeling from Arcane where he manifests a massive, growing storm that consumes everything around him. We also updated all of Victor's skins we do want to point out that because of the updates to prototype victor his price will be increasing from 520 rp to 750 rp so if you want to get him at the cheaper price make sure you get it before his updates go live mm -hmm. all right that's it for the arcane spoilers so right now we'll hand things over to steph and chad to talk about seasons <coughs> hey everyone, i'm chad, uh, aka mciver i'm the season's lead on league of legends and i'm steph aka 100 piece nuggets or the cosmetics <laughs> in the last episode update medler and popper bin. mentioned we're introducing thematic seasons so today we're here to talk more about what a season is what you expect to expect with the theme and what the experience is going to be like both on and off the rift over the years we fleshed out the world and regions of Runeterra, as well as various alternate universes like star guardian high noon or dark star We've highlighted these worlds in moments like summer events or narrative drops around champion releases. Now we want to take that immersion further with our new seasons. So next year, we're going to have three seasons, each around eight patches long, where we're going to follow champions around different regions of Runeterra. Each one is going to have its own theme, but we're going to have an overarching narrative that connects them throughout 2025. And each season's theme will be the anchor for most of the content going into the game as well. In the past we've had these big releases like Swarm or Spirit of Hearthome. Cái này thì đã được nói từ phần game dev update trước, tức là bây giờ mỗi cái mùa giải xếp hạng ở trong năm của chúng ta thì nó sẽ có một cái chủ đề rõ ràng chứ không phải chỉ là chơi game không thôi, chơi game bây giờ phải gắn liền với cốt truyện. Riot đang rất là muốn để đẩy mạnh cái chuyện là mọi người sẽ chú ý hơn về phần cốt truyện của Liên minh Huyền thoại, mình nghĩ là một cái điều tốt rất là tốt tại vì hồi xưa các bạn để mình hình như mình có kể cái này rồi, hồi xưa mình là người được giao phụ trách dịch cốt truyện của liên minh mình là người đầu tiên dịch cốt truyện của liên minh huyền thoại ở trong mấy cái uh, 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 gọi là ở trong game với lại những cái chỗ mà các bạn có thể đọc được về cốt truyện của liên minh huyền thoại việt nam á thì cái phần cốt truyện là mình dịch thì, uh, th thì khi mà làm cái đó thì cũng có một số cái nghiên cứu này nọ các thứ thì những cái nghiên cứu những cái khảo sát mà bên phía của ghana đã có được thì lúc đầu cũng có rất là nhiều những cái kế hoạch để làm làm sao cho cái cốt truyện nó thật sự nó chỉnh chu hay là nó có có nhiều những cái thứ ngoài để có thể bổ sung vô về phần cốt truyện nhưng mà sau rất là nhiều những cái nghiên cứu thì bên phía những người làm việc của gara mới nhận ra là số lượng người quan tâm đến cốt truyện quá ít ít một cách khủng khiếp rồi tóm lại là số lượng người quan tâm tới cốt truyện liên minh huyền thoại quá ít để đầu tư bất kỳ một cái công sức gì để phát triển cái chuyện là làm giàu thêm cốt truyện hoặc là giới thiệu cốt truyện tới người xem nhưng mà mình nghĩ rằng cái điều đó nó đã bắt đầu thay đổi dần qua thời gian à, tới thời điểm hiện tại chắc là mình nghĩ con số nó đã tăng lên khá là nhiều nhờ sự nỗ lực của Riot không buông bỏ cốt truyện các bạn đây là một điều rất là, rất là quan trọng là mặc dù biết là số lượng người quan tâm tới cốt truyện rất là ít ít khủng khiếp luôn không được tới 5 phần trăm luôn á các bạn không thậm chí chắc là một trăm người chơi game không biết được một người đọc cốt truyện chưa nữa nhưng mà Riot không bỏ cuộc ở trong cái việc là phát triển cốt truyện Liên minh huyền thoại và làm sao đưa nó được đến người chơi bằng nhiều cách Tức là làm cả comic, làm cả phim, làm cả MV này nọ các thứ để cho người chơi không chỉ là đọc cốt truyện bằng cách đọc. Cho nên là với những cái sự nỗ lực không mệt mỏi đó của Riot thì chắc là tới thời điểm hiện tại cái sự quan tâm của người chơi Liên minh huyền thoại cho cốt truyện nó cũng tăng lên nhiều rồi. So với thời gian trước. Thời gian trước 100 người không được tới một người đọc đâu. Ít một cách khủng khiếp. Super memorable and fun, but they're also not connected to a larger integrated moment. and in seasons we want everything to connect together that means things like gameplay updates modes, chơi chơi mini games and champions will mainly have a strong tie to the season's theme we'll have a bunch of skins that celebrate that seasonal theme but we'll also continue to invest in a wide variety of skin lines that are unrelated to the season as well so expect to see cosmetics celebrating lunar revel or things like bees Ultimately, our goal is to immerse you in the parts of the world that you were visiting from the moment you open the client to the moment you see the victory screen and everything in between. So enough tiptoeing around it. We know that you want to know what season one is. So for our first ever season, we are headed to the land of strength and domination, Noxus. Mùa 1 chúng ta nha, mùa 1 của 2025 nha. I'm right, Froxon, lead gameplay designer for League. Thì như các bạn thấy thì nó sẽ có content, tức là có thể sẽ có những cái uh, nội dung được sản xuất của Riot về Noxus ở trong giai đoạn này hoặc là những cái uh, thay đổi về tướng chẳng hạn hoặc là một số cái gì đó xuất hiện ở trong game nó sẽ liên quan trực tiếp đến Noxus. Một năm chúng ta có 3 mùa nha các bạn, vẫn là 3 mùa 3 mùa giải trong một năm. Thì cái mùa giải đầu tiên chúng ta sẽ là Noxus. And I'm Riot Aberon, project lead of the Summoner's Rift team. Next year when you step onto the Rift, it look a little bit different than you're used to. We want seasons to be a way you can immerse yourself in League, especially once you load onto the Rift. các so we... bạn. We want seasons to be a way you. Anh em vót lù số một là AI, số hai là <laughs> người thật. Đây các bạn này N B C là người thật nè. Nhìn. Different than you're used to. We want seasons to be a way you can immerse yourself in League, especially once you load onto the Rift. So we have a preview of some of the updates for be Season One it. of 2025. <laughs> We're headed to everyone's favorite region of fierce fighters, cloak and dagger magic, and strength above all. Prepare to be yes, decimated. Beyond the Noxian invasion of the map, we've also made some gameplay improvements <laughs> and changes for next year. First, it wouldn't be a new season without an overhaul đội to the tướng là đối tướng. Just kidding. <laughs> Rồi kêu: "Bạn ơi, bạn cứng quá bạn đơ, bạn cho tôi cục cái tướng khác nhìn như đỡ NBAC không hay là bạn quyết định là gắt tay chống nạnh?" <laughs> but there are some Nocturne-themed boot upgrades, but it's not as simple as picking them up from the shop. In fact, they come along with a new mechanic, feats of strength. There are three objectives that your team can claim throughout the game. First blood, first tower, Ê, cái trụ đẹp quá Đây nè, cái team mà bên phía Riot nói nó là như thế này nè Các bạn thấy không Cái màu của map nó sẽ thay đổi Đây là cờ kiểu kiểu hơi là cờ chiến nè Cờ chiến no search nè Rồi những cái màu Rồi những cái 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 cái, cái Bệ đuốc Rồi đây nè Đấy không Đây chính là cái điều mà chúng ta sẽ có Ở trong cái các mùa giải Tức là mỗi một mùa giải chúng ta sẽ thay đổi cái bản đồ một tí đó là một trong số đó nha, đây không phải là tất cả. Chúng ta sẽ thay đổi bản đồ một tí nhìn cho nó khác biệt, nó sẽ thú vị hơn ít nhất là như vậy khi mà chúng ta chơi game. Được. Một cái sự thay đổi rất là tốt, không thấy có mặt uh, trái nào cả của cái định hướng này của đó trong uh, mùa giải mới. In first three of epic jungle monsters. If your team is the first to complete two of these three objectives. So for example, first blood and first tower, your tier 2 boots will transform into new versions with slightly better stats. À rồi nó có thêm một Rồi ok Tức là nếu như bạn đánh tốt Với đoạn đầu Thì cái giày của bạn Sẽ được thêm một tí sức mạnh Mình nghĩ chắc là không nhiều lắm đâu Tại phải tạo đường Để cho có khả năng comeback cho các đội Thua nữa Nhưng mà Nó sẽ có một chút xíu lợi ích Thêm nữa Ngoài cái chuyện là Các bạn vẫn có được Những cái mục tiêu lớn sớm đó À thường thì những cái mục tiêu đó nó sẽ không đem lại lợi thế ví dụ như là uh, chiến công đầu với lại trụ đầu hiện tại nó chỉ là tiền thôi Rồi nó có thêm chỉ số tức là khuyến khích người chơi cái gì đó mà vừa chia sẻ vừa nha mình chưa đọc kịp là ngoài sau cái chuyện là có được thêm tiền với chiến công đầu và trụ đầu thì bây giờ nó còn cho các bạn thêm một chút xíu chỉ số nó gọi là tăng cái động lực để đấm nhau sớm You'll also get access to powerful Noxus themed boots, which you can purchase as a final upgrade. We want feats of strength to celebrate early game successes without immediately snowballing the game out of control. nào. We're experimenting with different types of power progression to see how it feels for a reward in the early game to open up more choices in the late game. Đây là điều rất quan trọng nha, tại vì nếu như các bạn cứ thưởng kể, bây giờ chiến công đầu với trụ đầu là thưởng tiền rồi thì nó quyết định là thưởng thêm chỉ số nữa thì nó có thể khiến cho việc comeback, việc lật cờ của những đội mà đánh không tốt giai đoạn đầu nó sẽ khó hơn. Thì làm sao để điều đó nó không xảy ra, để cái chuyện comeback nó vẫn có thể xảy ra uh, giống như trước. Thì cái này là một cái thử thách để Riot phải điều chỉnh trong quá trình sắp tới. We're also introducing Nexus turret respawning. Hmm? <laughs> <laughs> Hồi sinh trụ nhà chính. Incredibly frustrating experience is just winning a late game team fight only to lose your Nexus turrets. You kept the game alive, but at what cost? Now it feels like your team is doomed to hang around in your base for another 200 years, babysitting in open nexus. To give your team a better chance at coming back from these situations, your nexus turrets will now respawn after a set time once they're destroyed. Now your team can rally for an epic comeback without having to worry about a backdoor casting. <laughs> We're also adding some new minor runes. to re Tức là bây giờ trụ bảo vệ nhà chính có khả năng Game nó có thể dài hơn đúng không? Đúng không? Game có thể dài hơn. Pha này pha của SBK cho bạn nhưng mà pha pha gốc của SBK thì là con Cassadin nó không có bị hất tung lên nha. <laughs> Cassin này hơi gà. We're about a backdoor Cassadin. We're also adding some minor to rebalance some of the vision related options in the domination tree. Six cents. Nghiệp quan thứ 6 đó bạn. As well as a new addition to the sorcery tree called Axiom Arcanist, which makes ultimates more powerful. We also couldn't resist changing items just a little bit, so we're adding some small scope adjustments to tank items and adding a new item called Blood Letters Curse. Well, new ish. It'll look familiar if you've spent time in Arena. But if you haven't, bloodletter's curse reduces the target's magic resistance from repeated spell hits which is sort of like an ap version of black cleaver finally let's dig into the biggest update of the season odakon bringer of ruin the new epic jungle monster is drawn to death and destruction he will spawn only once at 20 minutes on either the top or bottom side of the map whichever side thay seen the most champion damage and kills by 14 minutes. Nó tự tử cái gì? The new epic jungle monster is drawn to death and destruction. He will spawn only once at 20 minutes on either the top or bottom side of the map, whichever side has seen the most champion damage and kills by 14 minutes. Thế nếu đấm nhau ở đường giữa hết thì sao? <laughs> nó hiện ngay mid hả? Tức là con Atakan mới này nó sẽ xuất hiện giữa trên khu vực nào mà đấm nhau nhiều nhất, chết nhiều nhất, rơi đầu đầu rơi máu chảy nhiều nhất cánh trên và cánh dưới Lỡ đấm nhau hết ở đường giữa thì sao ta. <laughs> ra ngay mít luôn hả? Nhưng mà chắc cũng phải có lệch đúng không? Thế nào cũng phải có lệch thường là sẽ ở đây, mình nghĩ là thường là sẽ ở đây là, là là dễ nhất. Mình nghĩ chắc là tại vì ở đường, căn bản là đường dưới nó có nó dễ lệch nhất rồi. Hai đường dưới cơ bản nó có hai thằng rừng nó chỉ cần găng đường dưới một lần tức khả năng thì đây là cái con con này khả năng nó sẽ xuống đường dưới nó nằm ở đường dưới nhiều hơn đúng không? Tại vì dưới căn bản là nhiều người hơn thì giao tranh chắc chắn là nó nhiều hơn rồi này nó thứ rồi, đúng không? Ngay cả khi là rừng lên top, rừng lên top nó thành 22 trên top. Còn ở dưới nó đã là 22 sẵn rồi. Cho nên là khả năng nó sẽ là nó sẽ nằm ở khu vực đường dưới. Tỷ lệ cao nó sẽ nằm to ở đường dưới nhiều. Hơn. Rồi dựng một Adicons cái hang hang Baron, một cái hang Atakan mới. To grow periodically in the areas where champions have been killed. More death means more roses. <laughs> Không LCK đâu còn như vậy nhiều nữa đâu. Các bạn <laughs> đừng có bị <laughs> những cái uh, định <laughs> kiến cũ. Của... Từ từ rồi có gì đây. dựng lên một cái đấu trường nè. Will also cause blood roses to grow in the areas where champions have been killed. More death means more roses. Rồi bông hồng có tác dụng gì? Nó đẹp hả? Cũng ngựa lắm á, giờ này cũng ngựa lắm á nha mấy anh Làm phim, làm game, làm MV riết Làm phim MV riết cũng ngựa lắm á Bây giờ tưởng chết đã mọc lên bông hồng à Chẳng tác dụng mẹ chỉ để đẹp thôi Còn có tác dụng thì giới thiệu luôn đi chứ Blood Roses drop bloody petals for your entire team, which stack any number of times and last through the entire game. For each petal collected, your whole team gains a small experience and power boost. So if you see one, grab it. <laughs> <laughs> Oddcon has two forms. Thế <laughs> <laughs> là ra thêm cái cái bản đồ cái bản đồ hồng lửa là chơi cái game mày, mày đi nhặt sướng luôn ha. <laughs> cái bản đồ đồng lửa chúng ta có nhặt mấy cái cái tàn tro để tăng tốc độ di chuyển vậy. vừa nhặt tàn tro vừa nhặt các thứ mà chơi game nếu là chơi game toàn lo đi hả ăn nấm kết hợp cái ông con atakan ở bản đồ đồng lửa là tối ngày chạy đi nhặt đồ thôi <laughs> thêm con ba nữa thêm thằng nào đánh ba nữa bố mày đeo <laughs> thành cái game nhặt đồ là đánh con ba nữa đi chỉ đi nhặt đồ thôi Spawn Ruinous autocon Artican has two forms: Ruinous and Voracious. Higher action games spawn Ruinous Artican, who you might want to fight up close and personal to avoid his constricting rings of damage, which creates the perfect chance for an ace. And a steal. Con này ăn cực, ha. Constricting rings of damage. Các bạn thấy năm thằng cùng đánh mà rất là ít nè. Con này ăn cực đó, chứ không kiểu ăn không ăn who you might want to fight up close personal to avoid... his constricting rings of damage, which creates the perfect chance for an ace and a steal. Killing Ruinous Otacon grants bloody petals to the team who kills him and spawns a grove of blood roses in the area for anyone to collect. Voracious Otacon spawns in lower action games. He does less damage to his enemies, but, as his name implies, is hungrier. As his health gets lower, he gets an increasingly more powerful drain ability based on missing health. The team who takes down Voracious Articon gets a one-time rebirth buff, similar to Guardian Angel. So now you really have a reason to force that team fight. Atakan, nếu như các bạn đánh nhau nhiều ở đầu game thì Atakan nó từ từ cái bóp Atakan Cánh hoa đỏ cho đội hà rồi tức là Atakan các bạn đánh nhau nhiều thì con Atakan nó sẽ cho các bạn nhiều bông hồng hơn bông hồng thì có thể tăng uh, sức mạnh điểm kinh nghiệm còn nếu như các bạn đánh một cái game sợ chết hai bên đánh không đánh nhau nhiều thì xuất hiện con Atakan uh, phàm ăn hút máu giết nó thì khó tức là hai đội đánh nhau sợ chết thì là Atakan cho các bạn một cái vua đúng như ý định của bạn là đéo chết vua hồi sinh He does less damage to his nữa. enemies, but as his name implies, is hungrier. As his health gets lower, he gets an increasingly more powerful drain ability based on missing health. The team who takes down Voracious Arkan gets a one-time rebirth buff, similar to Guardian Angel. So now you really have a reason to force that team fight. Mạnh đó, cũng khá mạnh đúng không? Nó không tới mức mình nghĩ là cái một cái một uh, một cái một con Ataka này cũng giống như con Baron thôi bây giờ Baron cũng không thể nào một con Baron tỷ lệ một con Baron end game được nhưng mà năm cái giáp thiên thần là là cũng cũng là một cái mục mục đích để chiến đấu đủ để phải lao vào nhau phút 20 rồi We're introducing giáp for a couple of reasons. First, T1, a 20-minute Baron is pretty tough to get. So removing Cái gì? First, unless you're T1, a 20 minute Baron is pretty tough to get. So, removing Baron's spawn back to 25 minutes and providing another mid game macro option in the form of Otacon. Second, based on how Otacon plays out each game, we hope to see more different and interesting game states in both mid and late game. And, we feel that designing an objective whose spawn location, form, and rewards are decided by how you play should make each game of League feel more varied. Our goal is for every gameplay change to make League better. as we move to seasons, this remains the same. So these changes were designed for the long term. That said, we'll keep an eye on how they're landing and make adjustments if needed. But for now, Arkan and all the other updates are here to stay for good. We can't wait to see how these go as you start your climbs next year. Mình nghĩ thay đổi này là một <cười> <cười> Đầu tiên là chúng ta luôn luôn nói từ cách đây mấy năm liên tục rồi là bất kỳ một cái thay đổi nào đối với liên minh điện thoại hiện tại đều là cần thiết. Một cái game mà nó đã tới năm thứ 15, 16 rồi Không thay đổi là chết Riot bây giờ giống như con kha với bạn Thay đổi là tốt, cứ thay đổi trước đã Rồi cái thay đổi đó nó tác động như thế nào Thì chúng ta cùng từ từ chúng ta tính Theo uh, thực tế chứng minh Rồi có thể điều chỉnh Thì thật ra cái này nó cũng chỉ Nó không phải là sẽ tạo bỏ đi cái chuyện là cạnh tranh mục tiêu Bây giờ nó còn thêm mục tiêu nữa Bây giờ một cái game nó được định hình bởi mục tiêu Tại vì Riot đã có những cái kinh nghiệm là bây giờ nếu như thả một cái game mà nó không có bất kỳ một cái động lực Rõ ràng nào ở trong khoảng thời gian ban đầu Thì sẽ có rất là nhiều đội người ta sẵn sàng nếu làm gì cả Và người ta chỉ có thế là người ta trôi tới thời điểm nào mà có mục tiêu thì thôi Ví dụ như thời gian trước mà người ta thấy nguyên một khoảng thời gian ban đầu đi đường chả làm cái mẹ gì hết Đợi tới lúc nào mà có rồng thì ra ăn rồng Không có rồng thì thôi Thì cái ý định của Riot là bây giờ phải thêm nhiều cái objective, nhiều cái mục tiêu nhất có thể để bắt buộc người chơi bắt buộc các đội phải làm một cái gì đó ở trong bất kỳ một thời điểm nào của game cũng có mục tiêu cả mục tiêu bây giờ không chỉ là chuyện phâm lính hay là hạ gục đối phương mà bây giờ cua nè hết cua bùa xong rồi cua xong rồi sâu xong rồi sứ giả xong rồi atacan xong rồi tới baron xong rồi tới rồng ngàn tuổi tức là nó tạo ra liên tục những cái mục tiêu có giá trị trên bản đồ để bắt người chơi phải ra đó để giao tranh hoặc là vận hành cái game theo những cái mục tiêu đó And we feel that designing an objective whose spawn location, form, and rewards are decided by how you play should make each game of League feel more varied. Our goal is for every gameplay change to make League better. As we move to seasons, this remains the same. So these changes were designed for the long term. That said, we'll keep an eye on how they're landing and make adjustments if needed. But for now, Odicon and all the other updates are here to stay for good. We can't wait to see how these go. As, start lo your next year. as part of building seasons, we took a look at how rewards would be part of the overall seasonal experience. That led us to updating our reward systems. That means things. Ý mình là bây giờ T1 muốn rush thay vì rush Baron thì rush Atakan thôi. Tức là mục tiêu phút 20 vẫn còn đó mà. Tức là Riot không phải là đâu phải là triệt đường sống của T1 đâu. Đâu phải là bỏ đi một cái mục tiêu và không cho phép T1 đánh cái mục tiêu đâu đúng không? Nó chỉ đơn giản là bây giờ thay con Al Baron bằng một cái mục tiêu khác. Và yêu cầu là bây giờ tụi bay phải thích nghi với lại cái sự thay đổi này. Tụi bay muốn rush đưa mục tiêu vẫn còn một mục tiêu cho tụi bay rush mà. Phút 20 vẫn có một mục tiêu xuất hiện trên bản đồ và nó vẫn là một mục tiêu mạnh đúng không đúng nghĩ như bạn minh hiếu lê là hoàn toàn chính xác nè cộng một mục tiêu để rớt mình nên ở vai người kẻ mạnh đi đừng có đóng cái vai người bị đàn áp mình đóng vai kẻ mạnh đi đúng không cộng tư duy của bạn má mày lê hiếu minh em nên lãnh đạo tay con anh thích cái tư duy của em cộng một mục tiêu của tiêu anh rớt nghe nó cháy hơn hẳn không a à, cứu tôi bị bị người ta cướp mất mục tiêu kìa things like event passes champion mastery honor awards etc we felt that this was a great time to address some problems that have built up we're going to dive into those details so bear with us first. over the years these systems have become needlessly complex with an excessive number of currencies unnecessary steps to craft and claim rewards overlapping loot types it, we could go on. Being given some key fragments that you have to then craft into a key that you pair with a chest that you open up to get another key in a chest and some essence that you open up to get a skin shard that you pair some orange essence or re-roll to eventually get a random skin. That's sort of level of unnecessary complexity going on. Secondly, those systems are all scattered throughout the client. What you can earn, how and where you track it, etc., sucks. And third, events and the rewards being only sometimes available make some moments less rewarding to play league. So, here are some of the changes we're making. There will always be a battle pass active, with both a free and a paid track, with the price the same as an event pass today. You'll get pass rewards through the tracks. There will always Nghe be a etc. sucks. And third, events and the rewards being only sometimes available make some moments less than a lingwang that to think rewarding to play league. So, here are some of the changes we're making. There will always be a battle pass active. Lúc nào cũng sẽ... vé sự kiện miễn phí rồi Và trả tiền tương đương chỉ vật và cửa hàng sự kiện bây giờ chỉ nhận vật phẩm in game qua cái vé đó thôi chỉ còn một cách duy nhất thống nhất tất cả mọi cách để nhận vật phẩm từ game là qua cái battle pass vé sự kiện There will be two passes per season with them tying into each season mỗi mùa có hai cái. That means most of the rewards will reflect what's going on in and around the game and fewer random rewards. We'll have the same number of passes per year at six with a longer average duration per pass. We're also moving most of our scattered reward systems to the free track of those battle passes. So Như là dồn hết tất cả mọi cái phần thưởng những cái drop những cái loot mà các bạn có thể lấy được từ game vào cái vé sự kiện đó hết. Most rewards will now be in one place. With systems like Honor and Champion Mastery feeding into the pass. For example, having a high honor level will give bonus to pass experience earned. You can earn 12 skins per year with the free pass. Half of these skins will be themed to the season you unlock them in. We'll also be simplifying the loot and crafting system. Orbs will always be available, so, Masterwork chests, for example, will get phased out since they serve such a similar purpose. Overall, we want the pass to be the core vessel for how you track and earn rewards. If you choose to buy the paid version, we also want it to be very clear what you're getting and how to make the most of it. Now, these elements have a ton of moving parts to them. There's a lot more details than what we've talked about just here. We'll cover that all in the dev blog that's out right now. Rồi, okay, lát nữa qua đọc thử. Tức là bây giờ cái chuyện mà nhận được phần thưởng từ game nó sẽ dùng hết vụ cái Battle Pass. Và gọi là dễ để có thể track ha Tức muốn biết mình nhận được cái gì thì vào hết trong đó luôn vẫn là hai dạng một dạng miễn phí và một dạng phải trả tiền thì đó cam kết là cái phần trả tiền nó sẽ rất là rõ ràng để người chơi có thể xem là mình đã mình sẽ có được cái gì khi bỏ tiền cái này thực ra nó chỉ có một cách duy nhất để biết thôi là phải có mấy thằng mà nó chuyên môn mà nó ghi lại các bạn Tức là nó sẽ ghi lại Ừ tao chơi trong vòng bao nhiêu lâu Nhận được bao nhiêu cái rương Rồi bao nhiêu cái chìa khóa Hồi đó là là như thế nào Xong rồi bây giờ Sau khi mà tao chơi cái Battle Pass này Bao nhiêu lâu bao nhiêu lâu Được bao nhiêu cái rương Bao nhiêu cái chìa khóa Thì là mới biết được Là lời hay là lỗ Tại mấy cái này nó cũng khó lắm Ủa, Không có dễ mình Có thể dễ dàng biết được Mấy cái tin kinh tế này Mấy, mấy ảnh này là khó lắm Thì mình thì mình cũng Chưa thể nào mà có đủ dữ liệu Để mà coi là Sau này là chúng ta lời hay lỗ rồi Thực tế mới biết được nhưng mà nói gì nói thì cũng phải cố gắng các bạn Tại vì nên uh, mình không biết ở các khu vực khác như thế nào Nhưng khu vực Việt Nam là trong khoảng thời gian kể từ khi mà chuyển cái uh, hệ thống kinh tế qua hệ thống kinh tế gọi là truyền thống Riot Thì từ cái cảm nhận cá nhân của mình là chắc chắn là khu vực này nó đang rất là thọ về mặt dân thu <laughs> Mình không biết bằng cách nào mình có thể thuốc các bạn hay là dắt các bạn nạp thêm tiền nhiều nữa Tại vì cái sự gọi là quen thuộc của chúng ta với cái hệ thống kinh tế của Ghana hồi đó rồi. Cho nên là cái hệ thống kinh tế mới nó khiến cho rất là nhiều người cảm thấy bị gọi là sao ta? Đơn giản là chúng ta đã bị quen. Chúng ta đã bị quen với cái kiểu nạp và lấy vật phẩm trước đó. Và bây giờ đổi hẳn qua một cái chế độ mới mà nhiều người cảm thấy nó không còn hấp dẫn. Chúng ta bị nghiện gacha các bạn hiểu không? Nói cách đơn giản là chúng ta đã được Conditioned, chúng ta đã bị rèn luyện để nghiện gacha, và khi mà không còn gacha nữa, là các bạn mất luôn cái động lực nào. <laughs> ...to restart your climbs, how fast the climb should be, what feels rewarding versus what feels like a grind, etc. And looking back, we don't think Tour Reset's year has been the right call for League. So, we're moving to 6 per year. Okay, just kidding, please put down the pitchforks in recent years. Particularly when it comes to feelings around how often you want to restart your climbs, how fast a climb should be, what feels rewarding versus what feels like a grind, etc. And looking back, we don't think two resets a year has been the right call for league. So, we're going to six per year. Okay, just kidding, please put down the pitchforks. We're going back to one large reset at the start of the year. With no additional resets during the year. <laughs> Rank system tuning in terms of the size không reset nó nha anh em reset, the number of the games to climb on average, and Mẹ, other Ê, quá, will be similar <laughs> to the numbers we used back in 20. <laughs> nghĩ sao mà bắt người ta quá một năm leo hạng xong rồi ba tháng reset một lần leo làm gì leo dễ lắm <laughs> công nhận là leo cũng dễ hơn so với hồi đó. 2022 and before. That said, there will still be three Victoria skins you can earn, one for each season. If you want to earn each skin, you will need to win 15 ranked games during that season. Trận là được cái skin. <laughs> Again, though, neither okay. your visible rank nor your MMR will reset, except in January. Next A replacement for quick play Quá that we'll be trying in some regions. It's called Swift Play, and it's meant to be a lower stakes experience than Summoners Rift. Though with more strategic elements than you'd find in, for example, ARAM. You'll still have the same core elements that you'd expect to find in a game of someone is rift you know, farming, snowballing, teamfighting for objectives, etc. But with added changes to keep all players more competitive, like ramping gold and XP as the game goes on. Those changes won't make it so you can suddenly jump ahead of your opponent if you're 0 and 10, but they will make it so that even if you're down, you're never completely out of the game the fact that swift play is also less punishing when behind should also make the mode ideal for those of you looking to play with friends you wouldn't be willing to put your lp on the line for as mentioned swift play will be rolling out in january to replace quick play in select regions so we hope you will give it a try and let us know what you think when it hits live we also have a blog dropping today with more details so be sure to check that out that swift play is also less punishing They will make it so that even if you're down, you're never complete. That swift play is also less punishing when behind should also make the mode ideal for those of you looking to play with friends. You wouldn't be willing một to. Một cái chết đây theo như mình hiểu đây sẽ là một cái chế độ mà cái thời gian thi đấu nó sẽ ngắn hơn. Đây một cái chế độ chơi nhanh, giảm bớt thời gian mà mỗi lần mà các bạn phải chơi một game liên minh nó sẽ quá dài. As mentioned, Swift Play will be rolling out in si January to replace Quick Play in select regions. So we hope you'll give it a try and let us know what you think when it hits live. We also have a blog dropping today with more details, so be sure to check that out. And last but hopefully not least, we've got some changes coming to the practice tool over the years you've told us that it's a useful but somewhat limited way to get better at league the most common desire we've seen people bring up is to practice with other players whether it's in one-on-one -on -one duels with a friend or on a full team fight drill with a pre-made team practice tool wasn't built with multiplayer in mind and we've had some cautions about how league could be a lot less fun if the optimal way to get better is to spend almost all your time in practice tool rather than playing real games hmm. but we do think we've likely been too cautious here So we're going to be giving multiplayer practice tool a try. Ôi, các bạn chuẩn bị chờ đón một cái thời kỳ bùng nổ uh, uh, Liên minh huyền thoại Trung Quốc. <laughs> Tức là bây giờ mấy cái phòng tập á, nó sẽ cho nhiều người vô chung một cái phòng tập để uh, set up. Rồi, các bài pháp sư Trung Quốc của mình cho ra một, một loạt những cái video nó gọi là đỉnh cao bùng nổ thế giới mạng, tiktok các thứ luôn. <laughs> <laughs> tại vì bây giờ mà các bạn muốn dàn cảnh là bây giờ các hồi bây giờ các bạn muốn dàn cảnh các bạn diễn đúng không là các bạn phải vô game thiệt mất thời gian với cứ oh, bây giờ còn ra cái phòng tập nhiều người chơi đó pháp sư trung hoa pháp sư việt nam pháp sư hàng sản này nọ các thứ u chuẩn bị ra một mớ phim ở long tranh hổ đấu ngoại hổ tàng long trong game luôn <cười> <cười> tại vì thời gian cắt diễn về <laughs> nó dễ hơn nhiều giật <laughs> ngược lại xong <laughs> diễn tiếp What Wada! not on track. We'll give you an update as to where it's up to. Before we wrap up, one last season's thing. We'll be changing up how we name patches to match seasons. So instead of patch 15.1 coming out in January, it'll be patch 25.s1.1, calling out the year, season, and patch number. <laughs> season 2 will then kick off in patch 25.s2.1. <laughs> oh, okay, so you no. get the idea. Okay, okay. Okay, that yeah. is it from us today. The next time you 25 S11 Ok Là 25 mùa lần là, là, đây là mùa giải đầu tiên Bắt uh, đầu tiên của mùa 1 Năm 2025 Rồi 25 S11 we'll back then to share some extra stuff come out later in season. Tại vì 1. chúng ta sẽ có 3 season ở trong một uh, một năm thì chúng ta sẽ có 25 uh, S3 rồi H1, 25, S2, 1 25 S21 đó. We do want to acknowledge though that we've covered most of the big changes nổi hơn one, một tí nhưng mà you. chắc là cũng dễ biết. Still got a few surprises left. And of course, we'll have the cinematic to kick things off. Yeah. So no one surprise. We can confirm that it's also going to focus a lot on Noxus and Noxian champions. But that's all we can share for now. We hope you all have a great December, great holiday season, and a happy New Year. Thanks so much. For... Để coi là sau Still Here thì năm sau sẽ là gì? từ nhá để mình bật cái uh, nó có cái bài viết hai cái bài viết về cái thay đổi của Anh ơi, vậy meta sẽ dịch chuyển về các tướng phá công trình, mạnh đầu trận, khả năng clear nhanh. Tại vì ví dụ như con Akataran xong. đó là nó là hai loại, một loại là để cho các game nhanh nó sẽ ra một con khác, còn game chậm nó vẫn có một con khác cho nên là Riot cũng không phải là bắt buộc tất cả mọi người chơi là phải đánh nhanh hay là phải ưu tiên công trình gì đâu nhiều đâu. Tất nhiên là nó sẽ có một cái uh, động lực mới khi mà các bạn có được chiến công đầu với lại trụ đầu á thì cái giày của các bạn sẽ khỏe hơn Tớ có thêm động lực để các bạn chơi hổ báo giai đoạn ban đầu nhưng mà đến mức nào mà có thay đổi luôn cái tư duy chơi game ban đầu của tất cả mọi người không thì mình cũng chưa biết mình khá là tò mò với cái hàng chờ siêu tốc này để mình đọc thêm nha anh em siêu tốc là một những thường tuyến tưới... xoay quanh việc chết không bị trừng phạt quá nặng nề bởi những bất lợi đầu trận tức là nó sẽ giai đoạn đầu nó sẽ trôi nhanh hơn hả coi như gần như bỏ qua giai đoạn ban đầu hả các yếu tố như cày vàng lăn cầu tuyết và mục tiêu vẫn rất quan trọng tức là những cái này nó cũng không còn quan trọng nữa hả không còn quan, quá quan trọng nữa Tiền tự lên đúng không Tiền tự lên đúng không đấu siêu tốc ừ. tính kinh doanh không? Nói đầu về, về xúc sắc siêu tốc hoặc đấu siêu tốc từ varan giảm bớt những cái yếu tố gọi là uh, làm cho việc chơi game trở nên phức tạp và chỉ tập trung vào chuyện bk thôi đúng không theo ý mình hiểu sẽ là như vậy nó sẽ định hướng đây là một cái kiểu, một cái chế độ nhanh hơn, bớt những cái suy nghĩ của bạn về việc farm, về việc uh, thi đấu cẩn thận trong khoảng thời gian ban đầu, mục tiêu của bạn là làm sao mà phát triển nặng, là xử lý con tướng thôi, tiền nó sẽ tự có, chết thì cũng sẽ không bị trừng phạt nhiều như là bình thường, bây giờ nó yêu cầu, nó muốn bạn là bây giờ bỏ qua gọi là quẳng gánh lo âu và lao vào BK bất chấp, không não kiểu kiểu như vậy <laughs> nhưng mà thay vì là thí dụ như thay vì aram thì nó <laughs> sẽ là ở Rift rồi hiểu <laughs> à, cũng, <laughs> cũng cũng hiểu chắc là vẫn phải còn chứ gần như tất cả nguồn vàng kinh nghiệm sẽ tăng dần theo thời gian rồi ok không cần quan tâm chuyện farm nữa vẫn đi chia đường bình thường nhưng mà tiền nó sẽ tăng lên rất là nhanh và các bạn không cần quan tâm đến chuyện phan nhiều quá ưu tiên đấm nhau nếu như người chơi bị tụt lại thì sẽ có nhận thêm kinh nghiệm từ phần lớn các nguồn được rồi. nếu như bạn bị thọt game sẽ tự động bóp cho các bạn lên luôn uh, liên tục úp sọt người chơi tệ nhất của đội địch không phương pháp hiệu quả gì rồi gọi là ý là cũng Riot cũng khẳng định là mày giờ mày chết lần 10 lần cũng không sao cả đâu tắt không sao hết Nếu như quá đuối sức bạn không sợ gánh nặng tại vì đơn giản là càng thọt thì sẽ tăng năng kinh nghiệm càng nhiều, vàng được tặng thêm từ game càng nhiều, không sợ gì hết. Lao vô BK không não thôi anh em. Thời đổi khiến chủ mất sớm hơn rồi, để nhanh tốc độ của game thôi. Ok, kiểu cảm giác là bạn sẽ chơi một cái game nhanh hơn. Các chỉ số chính xác không được tinh chỉnh. Và cái này nó cũng không có xếp hạng nha, đây là đúng là chơi để giải trí các bạn. Ừ nó cũng sẽ giống như nói dễ hiểu là chơi giống như chơi một cái game mobile tốc độ nó sẽ nhanh hơn các bạn không cần quan tâm đến farm nhiều lắm các bạn không cần quan tâm mình đang chết bao nhiêu mạng mà bây giờ chỉ có lao vô bk thế thôi Rồi là enjoy tận hưởng cái con tướng của mình bạn có thể chọn cùng một tướng cho cả hai vị trí <laughs> à ngón đây là đây là, đây là. Ừ. vâng vâng nha tức là nó điểm sẽ điểm một cái điểm, đúng điểm, đúng điểm đúng nữa là khi mà chúng ta ra tướng mới cái chuyện test tướng rất là khó khăn Tại vì đánh xếp hạng thì bị cấm Còn đánh thường thì sẽ bị giành mất Đây, Với đấu siêu tốc này là Các bạn hãy chọn cùng tướng luôn Quá đã anh em test tướng Đây đúng rồi Để Test tướng đây là chế độ dành cho các bạn thích Test tướng cũng dễ dàng hơn luôn Không cần phải lo chuyện là cố gắng cạnh tranh con tướng quá khó Tướng hot mới ra mới cập nhật nữa Được Tích cực Mình thấy cái này là chỉ toàn là tích cực thôi Chưa có cái gì mà mặt trái của cái chế độ này cả Cái hàng chờ khác thì sao Thể đấu nhanh bằng đấu siêu tốc bỏ luôn đấu nhanh nha là bây giờ một là các bạn mình nghĩ là hợp lý tại vì tại vì bây giờ một là các bạn đánh xếp hạng cái đánh thường nó có thể là một cái lựa chọn vẫn có người chơi nhưng mà nó sẽ bị chậm đánh thường như hiện tại thì nó sẽ bị chậm nó và nó cũng bị bớt cái tính cạnh tranh bởi vì đã nó đã không phải là đánh xếp hạng rồi cho nên là thay hẳn cái đánh đó bằng đấu siêu tốc này cũng là một cái quyết định mình thấy là cũng hợp lý Tại vì bây giờ một là ánh xếp hạng để mà có cái tính cạnh tranh đúng không? Còn không thì bạn chơi giải trí thì cái siêu tốc này là một cái lựa chọn tốt hơn. Hợp lý. Không, hay phân tích mà tiếp cận. Rồi, ok. Nó chỉ đơn giản là một cái chế độ chơi nhanh hơn thôi. Đấu siêu tốc. Sẽ thấy như đã có một giờ đấu thường Đây. Có chúng ta nha anh em. Việt Nam đây. 25 S11 chúng ta sẽ có đấu siêu tốc. Rồi, mình nghĩ thay đổi đây là một cái thay đổi góc nhìn của mình là thay đổi tích cực, nó có rất là nhiều cái thú vị. Nó vẫn giữ cái cốt lõi của game nhưng mà nó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm thời gian hơn. Bây giờ phải nhanh các bạn. Nhanh mới thu hút được người trẻ bây giờ nghiên cứu hiện tại là bây giờ tất cả những cái gì mà nó muốn mà thu hút sự quan tâm thì càng ngày cái gọi là attention span của con người nó càng ngày nó càng ngắn tại tiktok cho nên là bây giờ cái gì cũng phải nhanh không nhanh không được nhưng vẫn giúp lu mua xoài <laughs> năm nghìn đồng nếu mà với cái con rừng mới này thì meta đảo đường sẽ xảy ra thường xuyên hơn anh nhỉ không biết được <laughs> không biết được mình xin được phép là không thể nào mà dự đoán được meta tại meta nó phụ thuộc vào mấy cái thằng đặc biệt là meta game thủ chuyên nghiệp nó cũng rất là khác với chúng ta các bạn thấy các bạn chơi game mấy năm qua các bạn có bao giờ mà thấy xuất hiện trong game của các bạn đổi đường không làm cứ chỉ có đổi đường bây giờ chúng ta phải tách thẳng ra là cái meta chuyên nghiệp với lại meta thường bây giờ nó chẳng chẳng liên quan gì tới nhau nữa mà đúng không bây giờ các bạn coi cái số lượng tướng được sử dụng ở chung kết thế giới 2024 vừa rồi với những con tướng mà các bạn thường thấy trong các trận xếp hạng của bạn có giống nhau cứ đâu bây giờ cái meta của chuyên nghiệp với lại meta người chơi thường nó nó khác nhau nhiều lắm rồi xếp hạng thì anh bạn nào chơi xếp hạng thì vẫn bình thường tất nhiên là sẽ có một số ít một số ít người chơi người ta không đánh xếp hạng và người ta cũng có thể là người ta cũng không quen với cái nhanh này nhưng mà lời nhắn nhủ của mình dành cho các bạn là tập làm quen <laughs> tập làm quen thôi chứ sao bây giờ ông BTV dương nha nhìn chung là những cái thay đổi này cho tới thời hiện tại thì ngoại trừ cái chuyện là cái battle pass mình không có đủ dữ liệu để biết là sau này chúng ta sẽ lời hay lỗi gì cả. Nhưng mà những cái thay đổi này thì mình thấy đều là những thay đổi tích cực, những thay đổi cần thiết. Năm nào, thực ra năm nào mình cũng nói hoàng như vậy mà. Ngheo, phải thay đổi, ngheo, thay đổi thôi, bắt buộc phải thay đổi thôi. Còn mẹ gì nữa. Nhưng mà chúng ta cũng thấy ít nhất là một cái điểm nữa là bây giờ liên minh sướng mà anh em. Đây là những cái thay đổi mà đã được thử nghiệm trên những con game khác của Riot mà cái tính tương đồng của nó cũng khá là cao đối với Liên Minh. Ví dụ như là Tốc Chiến hoặc là Valorant. Thì ít nhất là chúng ta không phải là những con chuột bạch đầu tiên. Và những cái vấn đề nếu có của những cái thay đổi này thì có lẽ Riot cũng đã điều chỉnh trước ở Tốc Chiến và Valorant rồi và khi tới được với chúng ta thì đây là những cái thay đổi nó đã được kiểm chứng và nó đã được uh, tối ưu nhất thì chúng ta không phải là những con trục bạch đầu tiên nữa nó cũng đỡ nhưng mà sao cái bài viết của cái phát triển mới đang bị mình đang bạn nào có cái cái linh tiếng việt nó đang bị hư nha anh em cái linh tiếng việt nó đang bốn không bốn cho nên là mình phải đọc tiếng anh đây là những cái cụ thể chi tiết thay đổi của game mà chúng ta sẽ cùng xem Đây là con Atakan, Atakan ra hai 20. Sông trên hoặc sông dưới tùy theo chỗ nào có nhiều kêu nhất. Ở phút 14 nha. Chốt cái vị trí của nó ở phút 14. Nhưng mà phút 20 nó mới ra. Mấy cái cánh hoa hồng của Atakan sẽ cho các bạn kinh nghiệm. Adaptive là, là sức mạnh công kích thích ứng. Ở giai đoạn đầu, đây là cái fit up strength này, sẽ là cái điểm thưởng cho dưới giày nếu như bạn đánh tốt giai đoạn đầu nó sẽ có 3 cái. Đội nào đạt được 2 trên 3 cái thì sẽ giành được cái bóp đó chúng ta có chiến công đầu trụ đầu và ba cái mục tiêu lớn đầu bao gồm là rồng sứ giả và ba con sâu nó thuộc dạng là đây là đây là ba cái điểm mà các đội sẽ cạnh tranh đội nào có được 2 trên ba thì sẽ được cái bóp đó nếu như một đội nào đó có được hai cái hai trên ba cái 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 thành tích trên thì là sẽ giành được cái bắp bắp no search. mùa một là chúng ta gọi là bắp no search, tại vì là mùa một chúng ta xoay quanh no thôi uh, bonus cho giày hai sẽ có một cái tăng chỉ số cho giày hai cho tất cả mọi người chơi thuộc đội thắng trong cái việc giành uh, fit này nếu như bạn có giày hai sẵn thì nó sẽ được cập nhật ngay còn nếu như bạn chưa mua thì cái nào mua nó sẽ được khi mà lên được trang hai trang bị thần thoại thì một người chơi một người chơi ở bên phía đội đã giành được bóp đó có thể bung tiền để nâng lên thành giày ba giày ba có thêm cả bonus thêm bonus nữa và có một cái hiệu ứng đặc biệt tùy theo là cái giày mà bạn chọn đây là một cái uh, ví dụ về những cái giày đây là chúng ta dùng cái cái giày thép gai giày thép gai rồi bonus ở cái giày hai giày thép gai sẽ là cộng 5 giáp nếu như các bạn buông tiền thì là 750 vàng thì cái giày ba của các bạn sẽ cộng thêm 5 giáp 5 tốc độ di chuyển và một cái nội tại đặc biệt đó là sau khi nhận sát thương vật lý từ một tướng sẽ cho người chủ của đôi giày một cái tấm khiên chống sát thương vật lý bằng 10% máu tối đa trong 5 giây. Và cooldown của cái nội tại này là 10 giây. Đây là dành riêng cho giày thép gai nha. Còn ví dụ như giày bạc hay là giày pháp sư hay là giày cuồng nổ nó sẽ có một cái bóp khác. Nhưng phải bỏ tiền nha. Cái giày ba này các bạn muốn có được cái này thì các bạn phải bỏ tiền. Thì mỗi cái loại giày nó sẽ có một cái nâng cấp khác nhau. Ngay cả là Cassiopeia cũng sẽ có được nâng cấp khi mà giành được thắng lợi ở trong cái việc giành uh, fit kia cũng vui mình thấy cái này cũng vui nhiều đây hả năm giáp nó không quá mạnh đâu các bạn và cái, cái, để có được cái này thì các bạn cũng sẽ bỏ thêm 750 vàng 10 phần trăm máu tối đa 10 phần trăm máu tối đa 10 phần trăm nếu ví dụ mấy con mà 4.700 máu được 400 máu cũng cũng ổn ổn nhưng mà nó cũng phụ thuộc vào chuyện là các bạn thứ nhất là các bạn phải thắng trong cái giai đoạn đầu game này đây là phần thưởng cho việc thi đấu tốt ở trong giai đoạn đầu và 750 vàng con số này không nhỏ nha tùy thời điểm tùy thời điểm mà các bạn bỏ ra để nâng cấp cái giày ba này thì nếu mà giai đoạn gọi là early game á thì con số này nó không nhỏ con số này là nó nó, nó chặn khoảng chừng 25% đường tới trang bị lớn của bạn rồi đó Tức bạn đã phải nâng cấp về hai rồi Bạn bỏ thêm 750 để nâng cấp về ba này Tức là nếu như bạn nâng cấp không đúng thời điểm Thì đây là cái đầu tư cũng khá là lớn á Cũng phải cân đo đong đếm một tí chứ không phải dễ đâu Nhưng mà nói chung thay đổi này thú vị Deep World, Sixth Sense, Mementos Đây là những cái ngọc bản ngọc mới Những cái điểm ngọc mới Deep World là cắm mắt sâu cho phép bạn cắm mấy cái con mắt kiểm soát ở trong rừng phải cắm sâu nha thì những con mắt kiểm soát này có thêm một máu Thay vì là bốn đấm thì lại là năm đấm Và nó sẽ 30-45 giây dài hơn Đó Đây là phần thưởng cho những con mắt Cắm sâu vào phần rừng của đối phương Từ cấp 11 trở đi Thì mắt cắm ở sông Đã tính là sâu <laughs> Ok Từ cấp 11 trở đi Thì là cắm ở sông cũng tính là sâu rồi là đã được cái uh thêm cái bắp thêm này rồi Còn trước khi cấp 11 thì là phải cấm vào rừng đối phương Thì mới tính là sau Giác quan thứ sáu Tự động theo dấu mắt của đối phương Nếu như bạn không thấy nó Kiểu như có máy quét trên đầu á à, này Khá là cất ngọc thì sẽ cho bạn cảm giác là có giống như bạn có cái máy quét trên đầu nếu bạn là tướng cận chiến thì sẽ là 300 giây cooldown. Và nếu là bạn tướng đánh xa thì là 360 giây. Bắt đầu từ cấp 11 thì cái rune này thì không chỉ là theo dấu mắt mà còn cho phép bạn thấy luôn nó 10 giây. Coi như có cái máy quét. Cho từ cấp 11 thì cho phép bạn thấy luôn 10 giây của cái, cái chỗ của mắt đó. Cuối cùng Resli Mementos Infinite stacking up giảm thời gian bị à, gọi là cho phép bạn cắm mắt, bạn hồi mắt nhanh hơn, bạn hồi máy quét nhanh hơn, bạn hồi cái cái trung kịch cái cái trinh kịch Để cho phép bạn hồi trinh kịch nhanh hơn. Mình quên mất mẹ tên trinh kịch là gì, mắt quật tổ. Nói chung là những mắt mắt quật tổ Máy quét uh, thấu kính này nọ các thứ. Đó. Khi mà các bạn hạ gục thì các bạn nó sẽ giúp cho các bạn sử dụng cái phụ kiện của mình nhanh hơn, được hồi phụ kiện nhanh hơn. Yêu cầu là các bạn phải hạ gục tướng. Thì các bạn hạ gục tướng thì các bạn sẽ được sử dụng cái phụ kiện nhanh hơn. Còn nếu như mà ở chế độ như là ARAM thì là các bạn sẽ được hồi chiêu cuối, thành nó đổi thành hồi chiêu cuối. nó sẽ thay thế cho thu thập nhãn cầu mắt thay ma và rô. ba cái này nó sẽ thay thế cho ba cái cũ này ba cũ này sẽ mất đổi ba cái mới này nói chung là cũng là những cái điểm tầm nhìn thôi thay đổi một tí ở chỗ kiểm soát tầm nhìn ở những cái 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 điểm ngọc này teleport teleport sẽ đã trở nên rất là mạnh khi mà người chơi có kỹ năng và kiến thức càng ngày càng nhiều nó không có một cái điểm yếu cụ thể và những người chơi mà đang winland thì sẽ sử dụng nó để đẩy mạnh lợi thế của mình còn những người chơi mà đang bị thua thì sẽ phải dựa vào nó để cố gắng phòng ngự di chuyển này là các thứ ở trong tình trạng hiện tại teleport hạn chế hành động Stifle này là kiểu như là bóp nghẹt Một cách rõ ràng Một cách đáng kể Tức là Riot đang cảm thấy là Teleport đang khiến cho game nó bị kiểm soát quá Và nó khiến cho những cái pha giao tranh nó bị giảm đi ở trong giai đoạn ban đầu Riot nghĩ rằng là cái sức mạnh của nó nên được uh, sử được dùng ở giai đoạn sau để kiểm soát bản đồ hơn là giai đoạn ban đầu hiện tại là dùng để kiểm soát lên Để đạt được điều này, Teleport sẽ không có bờ linh champion sau khi... Tức <laughs> là không có bay thẳng đến điểm đếm điểm đến nữa mà nó nó sẽ nó sẽ trôi lên. <laughs> Người chơi dùng tê lê sẽ trôi lơ lửng trên bản đồ <laughs> Tức là không có bay thẳng từ điểm A tới điểm B nữa Mà nếu như là tele bọt thường á Thì bạn sẽ trôi 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 <laughs> Bạn sẽ không có tê, đây không còn là tê lê nữa các bạn Bây giờ không thể nào gọi nó là teleport được Đây là sai khái niệm Bạn sẽ giống như đi cổng công nghệ á Bạn sẽ bay Bạn sẽ lướt uh, Hoặc đi hành trình kỳ diệu Ừ đi hành trình kỳ diệu Bạn sẽ đi một cái hành trình kỳ diệu Từ điểm A tới điểm B Chứ không phải là bạn tele tới đó nữa Thì cái teleport thường nó sẽ bay chậm Còn cái teleport at least Tức là teleport uh, 614 á Thì nó sẽ bay nhanh hơn thôi Nhưng nó sẽ không có là tele nữa Nó không còn là tele nữa Bay <laughs> sự thay đổi này cho phép chúng tôi điều chỉnh cái độ hiệu quả của teleport khi mà trở về đường theo một cái cách mà nó không cảm thấy tệ quá như cái kiểu là tăng cái thời gian niệm hay là tăng cái tầm hay là cái gì đó nhưng mà mặc dù vẫn đảm bảo rằng nó vẫn sẽ có một cái sức mạnh nhất định ở giai đoạn sau <laughs> Ý là bây giờ nếu mà đang bay thì có bị đấm không? Bây giờ teleport giai đoạn ban đầu sẽ có cái thời gian di chuyển nó dài Thì uh, chúng tôi sẽ cho phép Bạn tele vào mắt Rồi ok tele sớm vào mắt được Trả lại Bây giờ trả Teleport thì nó bị bay chậm 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 Thì bây giờ ban đầu các bạn có thể tele vào mắt có thể tê vào lính bởi vì bây giờ đã có nhiều thời gian hơn để phản ứng lại <laughs> này mấy cái pha tê lê bọt cứu tim nhìn nó mắc cười lắm các bạn ở đường dưới đang đánh nhau đường dưới đang đánh nhau sức đầu mẹ chán anh em đợi tối tôi, tôi, tôi tới đây trong hai thằng bay bay đợi xíu anh em ơi vẫn đang bay <laughs> Cái, mình đang không biết là cái tốc độ mà nó bay nó như thế nào ta ví dụ mà đang mình đang đứng ở nhà mình đang đứng ở đường trên <laughs> mà mình bấm tê lê xuống đường dưới thì nó bay như nào ta nó bay khoảng bao nhiêu buồn <cười>, cười phết Được rồi để coi vô game coi là cái tốc độ bay nó như nào <laughs> Tê bố đi hành trình kỳ diệu giúp Lu mua xoài 10.000 đồng em là em thích cái cổng tele mới này nha mặt cười bố nha rồi để vấn đề bây giờ chúng ta đang phải tự hỏi là cái thời gian bay nó là bao nhiêu khi mà chúng ta bay thí dụ từ từ đường trên xuống đường dưới thì nó sẽ bay bao nhiêu lâu nhưng mà ít nhất là sẽ trả lại cho các bạn cái 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 cái, cái, cái lựa chọn là tele vào mắt với lại lính không cần phải đợi giai đoạn như giai đoạn hiện tại nữa ngoài ra là hiệu ứng vệ binh thì sẽ có ngay từ đầu luôn nhưng mà nó sẽ yếu hơn một tí hiệu ứng vệ binh nó sẽ yếu hơn một tí trước phút 14 nhưng mà ngay từ đầu game bây giờ có hiệu ứng vệ binh luôn rồi đây là một cái thay đổi nhằm để hạn chế sự khác biệt trong việc di chuyển từ nhà ra đường và teleport rồi ok 4 giây à đây rồi 4 giây hả à tức là vẫn là 4 giây để bạn bay từ cái địa điểm mà bạn đang đứng cho tới cái địa điểm bạn hả đây nè một cái cú nhảy 4 giây không cho phép chúng tôi quá nhiều cái cơ sở để mà đánh vào tác động trực tiếp vào cái thứ mà chúng tôi muốn nợ ở teleport nhưng mà ít nhất là cái thay đổi này sẽ khiến cho cái Teleport nó trở nên heo thì hơn còn về lâu dài thì chúng tôi sẽ có cơ sở để thay đổi và tác động đến nó một cách lý tưởng thì cái việc đi đường sẽ cảm thấy ổn hơn, hợp lý hơn. Ngay cả khi là bạn sử dụng teleport hay không. Về cơ bản thì đúng là bên phía đó muốn là cái việc bây giờ tại vì teleport ở đường trên là gần như là bắt buộc. Làm gì làm bạn phải có tele. Tại vì cái cái ý của Rốt là như thế này. Là cái teleport hiện tại nó chỉ được dùng để nó có hai, hai, hai tác dụng tác dụng quan trọng mà Riot muốn nó được sử dụng là kiểm soát bản đồ là map play ở giai đoạn sau của trận đấu thì nó vẫn ok nhưng mà ở giai đoạn early game cái teleport này nó khiến cho việc đi đường trở nên quá nhàm chán so sánh trực tiếp với lại những cái phép bổ trợ đấm nhau ví dụ như là thiêu đốt tại vì nếu như bạn không cầm teleport thì bạn cầm thiêu đốt bạn hạ gục đối phương nhiều khi bạn vẫn thua lên nhưng mà khi bạn cầm teleport thì hai không này là muốn đánh nhau hết chỉ dùng cái tele này để đi farm ở đường trên thôi cho nên ý của Riot là Early Game Teleport này nó chỉ là một cái phép bổ trợ khiến cho người ta farm mà người ta không đấm nhau về đoạn ban đầu. Riot muốn tao phải làm sao cho cái việc sử dụng Teleport nó trở nên dở hơn, kém hơn để người ta có những lựa chọn khác. Mày phải cầm thiêu đốt đi. Để đấm nhau đi, đừng cầm Teleport nữa. Đó, cái ý định của nó là như vậy. Chứ bây giờ người ta chỉ sử dụng cái teleport ở đường viết cụ thể là ở đường trên hoặc ở đường giữa là các bạn để reset một cái quay về xấu hay là một lần các bạn xả hết năng lượng và các bạn về để các bạn mua đồ thì bạn dùng tay bọc mà đi ra nó chỉ đơn giản vậy thôi chứ nó không có mang cái tính chất là tác động được vào cái trận đấu để khiến cho người ta đấm nhau thì nó muốn thay đổi cái điều này tao muốn tụi ai phải đấm nhau nhiều hơn giai đoạn ban đầu và cái tay bọc early game nó sẽ bị giảm giá trị một tí như vậy là giai đoạn ban đầu thì vẫn là 4 giây nha anh em tức là Ok, bạn đứng ở đường trên thì các bạn sẽ mất 4 giây để các bạn bay xuống thay vì đứng niệm và linh tới. Thì là các bạn sẽ bay. <laughs> Trong vòng 4 giây từ đường trên xuống đường dưới. Vấn đề là tiêu đang bay đó đi ra ngang đường giữa nó có níu lại được không? Alo, anh em. Bây giờ mình bay từ đường trên xuống đường dưới thì chắc chắn là mình phải đi ngang qua đường giữa chứ thằng đường giữa là nó quăng một cái tool vô đầu mình là mình có bị rớt xuống không? có không đây là một câu hỏi mình đang không biết anh em nào có thông tin gì chỗ này chưa bây giờ đang bay giữa đường bị thằng nào đó đấm thì có rớt không bay qua trụ bị bắn chết <laughs> chắc không thấy nổi hài cốt như vậy đâu ha <laughs> van Riu ok để mình qua kênh van Riu, mình coi thử 2025 is going to bring crazy amount of changes to League of Legends. Ranked reset that look changes, new elite monster, Noxus themed map and new Noxus buff. <laughs> Nexus towers that respawn, swift play mode that is an accelerated summoners rift experience, crazy teleport rework, tier 3 boots, new runes and even talk about teleport rework. Teleport will no longer instantly blink the champion after its channel. Now they will instead visually travel across the map. Teleport will be moving slower and unleash teleport Chưa, này, nó, will nó be đoán moving rồi à? quicker. We don't really have any clips of it yet, but I'm really looking forward to Chưa, chưa có hình ảnh gì anh em. Chưa có nhiều thông tin lắm về cái bay này. Kiểu nó kêu là, nó chỉ kêu là giống của Akali, chưa có hình ảnh chính thức. Đợi bên BBE. chưa lên BBE. Chưa lên BBE. Đợi coi như nào. <laughs> nhưng mà chắc là có nhiều trò vui á ít nhất là về mặt hình ảnh là thấy nó đã vui trước rồi thay vì bị hai thằng đường trên là 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 tê lê xuống dưới thì hai thằng sẽ bay hai anh em nắm tay nhau <laughs> hai anh em mà đang đứng gần các bạn tưởng tượng hai anh em đang đứng gần đang bay cao với nhau hai thằng cùng bấm tê lê xuống hai anh em dắt tay nhau bay uh, bay xuống dưới nhưng mà nếu như mà chọn cái điểm điểm đến mà nó khác nhau thì nó bay tới đoạn cuối thì hai anh em sẽ tách rau nhau ra không còn bay chung đường nữa ít nhất là về mặt là hình ảnh là mình nghĩ nó sẽ khá là hài cốt á còn uh, chi tiết là có bị đấm rớt hay không, bay ngang qua trụ có bị bắn hay không, có hít được kinh nghiệm trên đường bay. Đang bay cấp 5, đều đừng bay ngang ra mít. <laughs> hít được con lính, đáp xuống cấp 6. Úi trời ơi, make play nó phải gọi là lên đỉnh. Tại vì nếu như mà có những cái tương tác trên đường bay thì nó sẽ rất là thú vị. Đó như bạn vừa nói đó. Đang bay là con Yumi đi, đang đừng, hay là con thằng nào nó có chiêu bám vô là đu theo nữa là buồn cười thì để coi là Riot cái mechanic của cái chuyện là bay nhưng mà như đã nói nha bây giờ dùng cái từ teleport là không chính xác nữa đổi tên luôn không nó, nếu mà dùng teleport nó nó về sai nó sai về mặt gọi là nghĩa gốc của cái từ này rồi tức là về mặt đúng cái ngữ nghĩa của cái chữ teleport là bây giờ nó không đúng rồi nó không nó không nó không đúng với lại là cái chữ teleport nữa rồi đánh giá sơ bộ thì so sánh thay đổi này với năm ngoái thì mạnh hả mạnh hơn anh. Mình nghĩ thay đổi năm nay lớn hơn á. Mình nghĩ thay đổi năm nay lớn hơn. Trên X của LOL giới thiệu nốt năm skin mới của akin Ok, để coi chút xíu coi luôn. Mình nghĩ thay đổi năm nay lớn hơn tại vì thêm hẳn một cái mục tiêu lớn là cái con Atakan nó là lớn. Thay đổi Teleport luôn luôn là cái thay đổi lớn. Thay đổi Teleport tại vì Teleport là cái một cái phép bổ trợ được dùng cực kỳ phổ biến. Cho nên là những cái thay đổi này mình thấy năm nay là những thay đổi rất là lớn cảm giác là lớn hơn so với năm ngoái. 2025 giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. Với các thay đổi này, em thấy các tướng mạnh đầu game sẽ được sử dụng nhiều hơn, yêu cầu các tuyển thủ tay to bể tướng rộng. Bể tướng rộng thì chắc chắn rồi, năm sau là Felix Rap rồi, cho nên cái chuyện bể tướng rộng là cái điều chắc chắn. Nhưng mà... Còn chất tướng thì phải từ từ nữa các bạn. Onigiri giúp Lu mua -so xoài 10.000 đồng, rồi ví dụ con lính di chuyển thì có bay theo con lính cô nhỉ, hay bay tới vị trí lúc niệm ta. Chắc là những con lính thì phải đứng yên, khi mà nó đã bắt đầu bị bị niệm vô thì nó phải đứng yên chứ. Chứ mà nó đi nữa thì buồn cười. cười. Không, nó phải giống như hiện tại, tức là khi bạn bay vào tele và con lính thì con lính nó sẽ bị giữ chân tại chỗ. Chứ mà con lính đó, nó mà chạy thì nó buồn cười lắm, mày đang đánh nhau ở ngay khúc giữa cái con lính nó chạy ra bên kia rồi tele tới vì chẳng được cái mẹ gì. <laughs> bay đã chậm. <laughs> bạn nghĩ đó với kịch bản nó còn hài hơn mình nghĩ nữa Đúng ừ, không vâng nha vì con lính mà nó còn chạy đi nữa thì thấy mẹ luôn bay không xác đã bay đã chậm mà còn không xác định được cái điểm đáp của mình nữa <laughs> đây đây là hình ảnh đầu tiên là splash art mới của Victor khen bữa giờ đúng không quá đẹp mặc dù là có một số thông tin, một số cái ý kiến mình đọc trên Reddit là có mấy thằng nó kêu là cái này nó không giống như cái con, tại vì theo cái lo Victor cũ thì Victor nó sẽ là sự kết hợp giữa người và máy móc, nhưng mà thực ra con Victor này nè, nó không phải là người và máy móc các bạn, nó thực ra nó đã là người và Aken thì đúng hơn, nó thiên về phép thuật nhiều hơn. Nhưng mà cái này đơn giản là tại vì bây giờ Riot đâu dùng lo cũ nó đâu. Bây giờ Rô đã xác định là lo mới của Victor nó là như thế này rồi. Tức là Victor là không phải là kết hợp giữa người và cái cyborg nữa. Victor không còn là cyborg. Mà Victor là sự kết hợp giữa người và Aken. Nó thiên về phép thuật nhiều hơn. Thì định hình như thế này thì mình thấy là hợp lý. Nó đúng với những gì mà chúng ta biết được về Victor ở trong Aken và Aken bây giờ là canon. Ốm hơn, đa phần các skin đều kiểu người nó sẽ ngẹo ngẹo nghẹo ngẹo hơn một tí thon 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 hơn cục này cục này bự quá nè cục hashtag bự quá nè này không đổi này không đổi rồi dàn skin Arcane tiếp theo giáo sư hay mơ chiều phết <laughs> đây mới đúng là đây là anh chàng thư giãn của chúng ta đây nè Last Ten Echo Nè đây là gọi là Echo gánh tim Giáo sư Heidegger sao con đây là Echo gánh tim Không đổi nhiều lắm à Warwick Warwick ở trong Arcane chắc là tại vì Mình nghĩ là mình không Mình vẫn thích cái này hơn các bạn Tại vì các bạn biết làm sao không Con Warwick Con Warwick ở trong Aken thật ra nhìn nó bị Nó hơi bị creepy một tí theo cái góc nhìn của mình Nhìn nó bị ghê ghê Kiểu cái mặt của nó vẫn là cái mặt mặt người Nhưng mà nó bị kiểu như là nó sao ta ờ à, đúng nó, nó 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 nửa người nửa chó quá nhìn nó cứ bị dị dị quá thà là chó chó hẳn người người hẳn nửa người nửa chó nhiều quá nhìn nó cứ ghê ghê nhưng mình thấy như vậy ok hơn quýt này như vậy nhìn nó đỡ ghê ghê hơn chứ quả quýt aken thì đúng là cái skin trắng trắng nhìn nó cũng ngầu thiệt nhưng mà cái mặt nhìn nó gớm gớm nhìn nó cũng không không hơi không tốt cho người nhìn cho lắm nên thôi đổi về cũng được hẳn mặt chó là như vậy đi nên nó dễ hiểu. Này, <laughs> Victor to nghèo trưởng đây rồi, Đây nha. <laughs> đưa tay đây anh, anh sẽ dắt em đi về bến bờ Vinh Quang. nhìn hình ảnh này các bạn có đưa tay ra không các bạn? Ở nhìn này các bạn có đưa tay ra để Victor dắt các bạn đi không? <laughs> mình suy nghĩ kỹ lắm mình không biết mình có đưa tay ra không á mà nhìn nó hơi <laughs> nhìn quả này nó À. Yeah. rồi bốn skin đây là quán <laughs> bao nhiêu tiền đấy <laughs> ôi bao nhiêu tiền mấy cũ mấy cũ đây năm cũ thấy mẹ rồi <laughs> ôi ai à thì như các bạn nếu như các bạn không nhớ thì cái skin này khi mà các bạn có thì có cả hiệu ứng dứt điểm và cái ulti thì cũng thay đổi và nó có cái hiệu ứng dứt điểm dứt điểm nhà chính nha nó gọi là Nexus finisher Nên là khi các bạn uh, win game thì cái nhà chính của đối phương nó sẽ nổ giống như là kiểu như là các bạn thấy cái đợt uh, mùa 1 mà khi mà trinh bắn cái tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp vô uh, những cái phòng họp á thì uh, cái skin này sẽ cho các bạn có cái thêm hiệu ứng kết liễu nó sẽ có cái finisher nữa cái giá để các bạn có được nó là như chúng ta đang thảo luận nãy giờ là năm cụ thôi nói chung là cũng phải cố gắng thôi các bạn ai được năm cụ thì năm cụ hay không được năm cụ thì là cố gắng mức nhẹ nhất là bao nhiêu ta nạp tí tiền vô đây còn năm sau nữa chúng ta còn coi phim no search nữa anh em cố gắng thôi chứ sao biết sao bây giờ skin có đẹp không thì chắc chắn là skin đẹp rồi đó. Còn bạn nào may mắn thì cứ thử coi là mình rẻ nhất để bạn có thể nạp được là bao nhiêu nhé. À không như mình đã chia sẻ với các bạn rồi thì thật ra không nhất thiết các bạn phải bắt buộc lúc nào cũng phải nạp tiền vào game đâu. À, mình có mình mình sẽ chia sẻ một cách rất là gọi là là công khai với các bạn là cái định hướng của Riot khu vực á là như thế nào, cái chuyện nạp tiền là chắc chắn rồi có tiền thì game nó mới vận hành được nhưng mà một trong những cái chỉ số rất là quan trọng đối với uh, Riot đó là chỉ số người chơi các bạn bất bẩn nha thì uh, các bạn chỉ cần ủng hộ game bằng cách là các bạn chơi game là được không nhất thiết là cứ phải chơi game là phải nạp tiền thì các bạn mới là ủng hộ game các bạn chơi game vẫn được chỉ cần các bạn là làm một cái gì đó với game chơi game cũng được có tiền thì nào không có tiền thì thôi chơi game là được chơi game là được